nhiều rồi. Hello. Em chào anh. Ôi đâu, chờ tao chút cũng ra, tao già rồi mày trễ đợi lâu quá nó xìu bẹn hết trơn nó hết lên luôn à. Đủ quá. Mày vừa phải thôi chứ. Trời ơi, tụi này thiệt tình cũng ác. Tao nói cho mày nghe, bây giờ thì tao trước mắt là tao mới được cái tin này thì tao cũng ban bố hoặc là tao thông báo cho tụi mày hay nghe ha, tao cho tụi mày coi. Ở đây nó có một cái tờ gọi là tờ Los Angeles nhưng mà nó dịch từ tiếng Việt rồi mà dùng kỹ nè, ở trên bây giờ mà thấy cái chữ Los Angeles không, tờ báo Los Angeles của Mỹ không, Thấy rồi anh. đây tao đọc cho tụi mày nghe nha. Đội cứu thương yêu cầu không được vận chuyển những bệnh nhân ít có cơ hội sống sót. Có nghĩa là bây giờ nó thuộc về cái dạng cái nó phân loại rồi. Có cái thằng nào mà gần chết là cho chết luôn. Chết là để chết Đúng. luôn. Đó. Đó. Rồi và cái thứ hai, cái này cũng là tin luôn nha. Đó là những cái mà mình thấy nó bất nhẫn. Đây bây giờ mà kỹ nè. Xe cấp cứu từ chối chở bệnh nhân Covid hấp hối. Có nghĩa là cái xe cấp cứu ra không dùng cho những người hấp hối nữa. Đồ mà nó đi ngược lại cái kia. Để tôi đọc lại cho tôi nghe luôn chứ khỏi mất công ấy. Trước tình trạng quá tải các bệnh viện, xe cấp cứu sẽ không chở những bệnh nhân mắc Covid như không còn cơ hội sống. Tình trạng quá tải các bệnh viện ở Los Angeles trở nên nghiêm trọng tới mức nhiều xe cứu thương được khuyến cáo là hạn chế sử dụng máy thở oxy và không đưa những bệnh nhân hầu như không còn có sự sống đến viện. Nhà chức trách cho rằng cần ưu tiên cho những bệnh nhân có khả năng qua khỏi. Thôi được rồi, như vậy là mày hiểu là hiện giờ nó tàn tệ và nó tồi bại và nó hầu như là nó làm cho người dân phải bó tay. Ở đây giờ tao mới nói lại cái chuyện này, biết là vui cách đây 2 3 bữa, hình như là tao mới nói cho mày nghe, bây giờ mới nói chuyện, bây giờ chuyện cười ngang. Ở trên nửa dòng trên đất TV hình như có họp, hình như có cái vụ và hình như là có một người mang quốc tịch Canada muốn về Việt Nam quá mà không biết làm sao về, cho nên vì đó ông đi đường vòng, ông đi qua tất cả các nước Tài La, Đài Loan, Hồng Kông rồi tới Campuchia rồi ông vượt đường bộ vô Việt Nam mình thì ông bị bắt. Đúng không? Thì Đúng. ở trên cái diễn đàn của cái thằng nửa dần tưới đất trái đất á thì nó họp là 3 4 ông thì bàn tới bàn lui, nhưng mà tao có một cái câu hỏi vui chỗ này nè. Thường thường ngày xưa đó, trong đó nó có tao chứ phải là không, thì thường thường ngày xưa đó, thì tất cả mọi người đi 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 vượt biên, thằng tao thì không vượt biên nhưng mà thành phần vượt biên đó, thì thường người ta nói là đi tìm miền đất hứa, tại vì hứa hẹn nhiều tương lai cho nên vì nó phải đi tìm miền đất hứa. Thì tao hỏi tụi bay ngay bây giờ dịch bệnh mắc dịch gì tới cho toàn cầu cả Việt Nam có cái con mẹ gì đâu mà tụi bay đi tìm đất hứa mà tìm bằng mọi giá, đột nhập cho bằng mọi giá sao vậy, nước Việt Nam đâu có chứa mà tại làm sao mà nó lại đi tìm đất hứa mà phải chi mà nó ở Campuchia nó qua Việt Nam mà nó tìm đất hứa là tao không nói, cái chuyện này bình thường bởi vì đó nó nghèo khổ đúng không. Còn cái thằng này thằng Canada Mỹ sao thằng Canada y chang vậy, nó là bản sao mà giàu có đủ trò chân trời mà tại làm sao mới đi về Việt Nam đi tìm đất hứa là sao. Cái chuyện đó là chuyện nực cười, chuyện hơi tiếu lâm à. Đó, ông muốn đổ trả lời nó không biết đổ, trả lời câu hỏi của anh gặp đi, ông muốn Đó đổ mà cái chuyện nó có thiệt xảy ra mà có báo chí đăng rõ ràng chính xác, có má sách nó có chứng cho tao không ra láo đúng không, thì có phải ngay bây giờ ngay thời điểm ngay bây giờ là Việt Nam là miền đất hứa không, mà trả lời người ta đúng không, nếu không phải miền đất hứa tụi bay chung để làm cái gì, và hiện giờ tại ở Mỹ cũng vậy thôi, người ta đang trông chờ từ ngày đến chi mở đường bay để mà cho phép Việt Nam ở nước Mỹ đi ra các nước khác trong đó có Việt Nam thì người ta sẽ đi về Việt Nam. Và tao tiên liệu á, thường thường là những người đăng ký về bệnh tật là về các cái đủ thứ, như hôm trước tao nói có nghĩa là du học sinh là công tác là loại nói chung là tất tần tật á, mà nó không có cái chuyện thì nó trên 10.000 người rồi. Và bây giờ mà nếu mà cho máy bay thương mại mà hoạt động lên trở lại bình thường, tao nghĩ là chắc Việt Nam mà không có chỗ chứa luôn. Bởi vì về Việt Nam đâu đơn giản, về Việt Nam bây giờ có nghĩa là phải cách ly 14 ngày. Chỗ nào mà để mà cách ly 14 ngày? Phải là có sự quá tải khủng khiếp không?
Và ai mà tại làm sao, tại sao không qua Iraq đi, tại sao không qua Afghanistan đi, qua Trung Đông mẹ đi, tại sao bây giờ Việt Nam té ra bây giờ mới hiểu là đụng miền đất hứa là Việt Nam hiện giờ đang số 1. Nó ngộ vậy đó đó. Bút đỏ nè, lúc nào tao lên hoặc là tao không gặp nó trên những đàn mày chứ không mày thì cũng thằng Dương Huy, không Dương Huy thì cũng bằng biển bằng mày. Bây giờ bút đỏ ơi, tao nói cho mày nghe, bút đỏ bây giờ mày mày lên đi. Tao coi cái gì nó nói cái gì. Nó nói vậy ông chạy về đi. Đừng quá tao thiệt mày, nó bán vé là tao chạy đầu tiên. Tao là người mua vé đầu tiên. Đừng quá được cái xạo, đừng quá tao thiệt mày, tao về mà tao nhớ tao chạy đầu tiên. Là bởi vì sao, tao ở Việt Nam tao nhiều cái thú vui hơn à, rồi mà nó hẳn là em biết rồi, chưa biết chắc là nó mới lên diễn đàn, anh nghe cái tên là lạ lắm. Em nhớ kỹ là tao nhà tao ở Việt Nam tao có mà. Đúng rồi, tao có làm, tao là đứng sổ đỏ luôn mà. Đó là mày nói gì, ông về ok đi thì tự nhiên tao về, mỗi năm tao về mà Việt Nam bây giờ là số 1, tao hẳn là vậy. Mày đừng có tào lao, bây giờ tao nói mày nghe là tao xuống, mày lên đi, biết rồi, mày lên mày nói cái gì mà tao nghe lo có tai á, thì ok. Thằng là Bình Dương tao nói nó mời mày lên mày nói sao cho nó ngon lành, mà nói chuyện sao, mà so sánh, mày phải nói là đến đề, nói chuyện với tao phải có dẫn chứng cụ thể, phải có tin tức, phải có những cái mày đưa lên giống như tao vậy, tao nói cái gì đưa lên đó. Và tao nói cho mày nghe, tao báo cho mày nghe một cái điều vui lắm nè. Mày biết Anh Quốc là cái thằng đó là cái giá trị đồng tiền rất là cao, một đồng Anh Quốc nó hơn một đồng Mỹ, một đồng Mỹ Kim, đúng vậy chưa? Mà bây giờ thằng Anh Quốc á nó không có tiền nữa mày. Hết tiền luôn à. Ngộ vậy. Bây giờ nó đọc một cái tin là hồi xưa thì cái ở Trung Quốc nó có một loại gấu, cái mọi người gấu trúc thì đẹp quá đi, và người dân Anh Quốc muốn chiêm ngưỡng thì nó sẽ mướn hai con gấu trúc để mà bỏ vào trong cái sở thú của Anh Quốc để cho người ta chiêm ngưỡng, để người ta trả tiền. Thí dụ người ta vô trong sở thú, giống như sở thú thậm gì thì bây giờ nó không có tiền, nó không có tiền trả nữa, nó thôi giờ nó trả cái nó bàn giao lại cho Trung Quốc, chứ bây giờ nó hết khả năng rồi. Đù mấy mày nghĩ là coi cái con vật không mà vậy nó đi mướn mà nó không có khả năng trả là biết Anh Quốc nó kiệt quệ đến mức độ nào không? Thế rồi nào, tao hết đi rồi. Rõ ràng đây sao theo các bác sĩ cô chứng, tao nói cái gì có, đây là báo đăng đàng hoàng, báo là báo thế giới cho đây này chưa, sở thú Anh Quốc là trả gấu trúc về Trung Quốc vì hết tiền. Thấy rõ ràng không, đâu tao đâu lo láo đâu, thấy chưa? Đó, nói cái gì xác cô chứng. Bây giờ tôi nói cho mày nghe, mày lên đi, mày lên đi, tao cũng khoái mày lên lắm. Không có cái gì đâu anh em mình, không có cái gì phải phân biệt cả. Nếu không nói chung thì mình vẫn là bạn mà, nói chung thì vẫn là bạn, nó vẫn là bạn mà. Tao đó phải là cái tao từ xưa tao hỏi Bình Dương, tao lên trên mạng này tao chưa hề chống đối bất cứ ai, tao không chống đối ai cả. Tao chỉ nói là cái quan điểm của tao thứ nhất và mình quan trọng nhất là phải nói là sự thật. Cái gì thật thì nói, láo thì đừng nói. Bởi vì thường thường tao nói kể cả Bình Dương vậy, nó cũng không có cái gì gọi là phản bác cả, mà tao lấy những cái tin tức thế giới, các cái với lại kinh nghiệm sống của tao nữa. Ngày hôm qua hôm kia tao đã nói với mày rồi đó Bình Dương, anh là không phải ai cũng nói được, có là anh ta từng sống, anh đã từng kinh nghiệm, anh đã từng sống trong cái thế hệ như thế nào, từ cái lúc bao nhiêu tuổi hiểu biết rồi, 3-4 chế độ rồi mà, đâu phải là mới đây đâu, thành ra cái gì mình đã trải qua hết rồi. Vì cho đó là khi mà nói là phải nói cho nó đúng, cho nó sai chúng nó cười thế thôi. Tao mới nói bởi vì tao lên mà thiệt mày, tao quá già rồi đâu còn lên được nữa, mày để tao đợi lâu quá nó xìu mẹ nó rồi, chân trời ơi, tôi ấy được cười gì thôi, khổ vậy. Đó là giữa cái anh Minh nó nói nợ công của Anh Quốc tới chết mẹ rồi, đủ 100% GDP rồi, coi như bây giờ GDP làm bao nhiêu rồi, trợ tiền nợ công nó bù vô luôn, coi như trớt quốc không có còn bạc nào trên cả. Cái đó là một sự coi như là thê thảm của nước Anh Quốc thôi, chia buồn cùng thằng đồng nha. Rồi bây giờ tới Mỹ, trời, thằng Mỹ thì khỏi nói rồi, bây giờ hiện giờ nó đang lì xèo, đang biểu tình y xèo kìa, có nghĩa là bữa nay ngày mai tao chưa có bị đánh vô CNN là rượu má đát com là mà thấy nó biểu tình y xè hoặc là lốt thì bây giờ nó chiếu, nhưng mà tao cũng chán coi cái đó. Bởi nãy tao nói mày rồi, cái đầu óc của mình bây giờ hiện giờ nó bị gầm như nó mụ mị đi, có nghĩa là hiện giờ thể tao nói mày đó, có nghĩa là cái người đầu óc hội người Việt mình bây giờ hoặc là người dân Mỹ, những người bình thường á, những người làm công dân, những người không tham gia chính trị, họ bị mụ mị, có nghĩa là họ chán nản đến cái cảnh mà là cái nền chính trị của cái xã hội Mỹ này. Họ chỉ muốn yên thôi, và chỉ muốn yên ổn thôi, chứ còn cái chuyện thằng cha nào lên cũng được, ông nào lên cũng được, nó thẳng vậy. Họ chỉ muốn làm sao mà bình an lại,
họ có công ăn việc làm, tiệm neo mở cửa, các cái nhà hàng, như nhà tao có nhà hàng thì mở cửa buôn bán, cái cuộc sống nó bình ổn trở lại là mừng lắm rồi. Và điều quan trọng nhất là Covid biến đi giùm đi. Mà bây giờ không ai lo cả, dân thì chết, chúng nó thì lại đi chia gành gành ghế. Đó cái đồ, cái điều mà cái điều người dân hiện giờ người ta mới nghĩ cái điều đó, người ta mới cảm thấy thấm đòn ở chỗ đây nè. Thất nghiệp tràn lan, homeless đầy đường, có nghĩa là khi anh không có tiền, anh không làm được thì đương nhiên phải đuổi ra khỏi nhà. Thế thôi. Gì vậy? Trời ơi, mày vậy là mày sai rồi, bước tao đâu có biết ủng hộ là ông nào đâu, đồ khổ. Mà mày này không biết tiểu sử tao hả? Tao là dân lính Việt Nam Cộng Hòa, tao không phải ở ngoài Bắc mà tao cũng chẳng phải là con cháu ông Hồ. Nhưng mà sau này đủ mà truy liệu lịch sử thì tao mới kính ổng, tao mới trọng ổng, có nghĩa là mình cái gì mà không biết phải tìm hiểu thôi Bình Dương. Đúng rồi, dạ, đúng. Chuyện bình thường thôi. Ok. Chứ coi chuyện quá, thôi giờ tao nói mấy giấy câu rồi, tại vì có những cái tin như vậy rồi tao lên tao báo cho mày biết, bây giờ tao nói là tình hình ở nước Mỹ là Los Angeles, tờ báo của nước Mỹ nó đang như vậy. Và hầu như khi như vậy thì mình càng thêm sợ về Bình Dương. Đủ. Bởi vì tao chán đọc cái báo của Mỹ như vậy, bởi vì nó không có giảm, thường thường nó giảm thì mình nên coi, bởi nó không giảm cho nên mình chán mình không coi. Hiểu không? Bởi vì khi có giảm thì mình mới biết là có lên có xuống, mình còn hy vọng, mình còn nói chết mẹ còn được rồi, ngày mai yên tâm ngày mai không sao. Nhưng mà cái bây giờ nó không còn vui nữa, mà nó chết mẹ rồi mình không dám ra đường. Đó là cái tâm lý mà hiểu ai như vậy. Đến đó là như vậy thôi, không có cái gì gọi là anh phải nghe. Ok thì anh mới lên mới rồi mấy lời tao khổ quá biết không? Thân trai 12 bến nước, vợ sai đâu làm đó, giặt đồ thì coi đến sai đồ. nói chơi. Cho nó vui vậy, còn thật ra đó bà, bây giờ mày mời bước đỏ đi, mà làm sao mà lôi nó lên mà nói chuyện cho nó vui chú coi. Còn không là mời thằng gì chắc xin Bùi đó lên nó đi, đồ đó thằng Bùi đó đồ lên nó nói nó cũng vậy, cũng có vụ không biết còn không đi. Còn có vụ tôm càng với lại ấy không trời, cái gì lại gì cái gì an sinh xã hội gì đó đồ, mà cũng bảo hiểm thiệt rồi, mà nhớ kỹ bảo hiểm. Miền núi, những vùng cao, những cái vùng dân người mà dân tộc thiểu số, hầu như những cái vùng cao đều là những người đó coi như là miễn phí 100% hết rồi, anh đọc tin tức rồi. Coi như tất cả bảo hiểm, bảo hiểm bảo hiểm y tế đều 100% bị bỏ rồi. Rồi. Còn trường học thì học hết cấp 2 đều miễn phí hoàn toàn, nhưng mà cái tiền mua tiền cơm, tiền mua quần áo là ví dụ đồng phục là nhà nước không có lo nhà cái gì. Cái phụ huynh học sinh phải mua quần áo cho con em. Thế thôi. Rồi hai cái là tao trả lời trước cho Bùi, cho thằng là gì chị xin Bùi. Tao quên, tao đặt là thằng đầu Bùi mất công mệt quá khổ quá rồi đó, vậy đó bây giờ mày lên rồi mở lên cho nó nói chuyện cho nó vui, có này cũng tiếu ê chắc đọc Bùi Gia Cam nữa nha mày Bùi. Bây giờ nếu mà nó không có thì tại làm sao Mỹ nó qua bên kia ở sân bay Biên Hòa với Đà Nẵng, nó rửa chết mẹ nó để rửa vừa xong rồi mất bàn giao nữa. Dạ yeah, đúng rồi, đó là bây giờ đang làm ở sân bay Biên Hòa. Đúng rồi, tao biết mà, bởi vậy nếu mà không có đọc thì làm sao nó tẩy rửa làm cái chó gì, mà tại sao mỗi năm nó đưa mấy chục triệu đô la về để mà nghe là để làm cái đó. Ôi trời, nó mệt thằng đẻ, nói nhiều cái vui. Rồi sao nữa rồi? Cái đó nó không có chết, uống được mà, để không mày uống thử trước đi, dụ làm vài muỗng coi tao coi thử là sao. Nhiều chịu vui vui. Rồi ok thì sao anh nói chơi thì thôi, còn cái chuyện lên không lên là quyền của mày thôi, ai ép rồi, mày không lên hay mày lên gì, tao với mày vẫn là bạn. Không biết là bước đỏ năm nay nhiêu tuổi, chắc anh năm nay 70 rồi đây bước đỏ. Rồi, bãi rồi, còn gì nữa nói, còn gì hỏi anh nữa không? Thì anh đưa lên những cái tin tức sốt dẻo đó. Thì cũng là tình hình dịch bệnh, bởi vì hình như ở đất nước, trên thế giới hầu như ngay giờ phút này, ở đâu cũng nói về dịch bệnh, chắc không phải riêng về nước Mỹ, mà cũng không phải riêng Việt Nam. Bà nước Mỹ, Việt Nam bây giờ đang cần, nghe hồi xíu nãy bà ở bên Long Khánh, bà nói hầu, anh có biết không? Bây giờ các đường biên của Việt Nam mà bộ đội rải dài và hiện giờ đang bắt mấy trăm người luôn. Dạ, thì bà mới nói, tao mới trực mình, tao mới nói là có cái vụ rồi cho Canada, tao quên, tao có vụ rồi. Bà mới nói có thằng Canada, anh nghĩ anh coi, anh trả tốn tiền, tốn bạc mà từ Canada phải bay gấp vòng đi qua hết Campuchia mở trên đi lậu à, chứ vô bị bắt, biết khai. Thì trên giữa dòng trái đất TV nó nói, chưa từng nghe cái vụ đó, mà cái chuyện này rất hư ngạc nhiên. Tao mới hỏi, tao mới nói, mà hồi xưa đi thì nói được mà đi tìm dùng miền đất hứa, đủ mà tự nhiên bây giờ đang ở một cái nước giàu có thứ nhất là thứ nhì thế giới, bây giờ nó là nhất nước Mỹ, nhì Canada, là coi như hai anh em ruột mà tự nhiên bỏ về mà đi trúng chui trúng dũi đủ Việt Nam sao chi trời.
Vậy rồi đi tìm Bình Đức Hứa hả? Nè. Ồ, Sâm chết thì quá nhỏ rồi. Ok. Rồi thôi bây giờ em nói em nói chuyện với anh thì mà em ở rồi bước đổi về được rồi, em anh là được rồi, chứ còn mày tao là đủ, mà tao ghét rồi. Đâu ở đó rõ ràng cũng còn phải có cái sự dây vai vế không, và với Bình Dương mày ghét tao cho lắm mà chẳng nữa thì mày kêu tao vậy, tự nhiên tao tao hay giận 100%, tao giận mày cách 99 thôi. Tính tao tính tao vui mà. Ok vậy. Sao nhưng em? Mà đến chính là có nghĩa là anh cầm anh lớn anh nói chuyện với tao được, còn anh nếu vậy anh nhỏ anh phải xưng em với anh bằng ngoài chứ đừng đó xưng em. Không, cái đó là cái quyền tự do mỗi người, nhưng mà cái cách nói nó thể hiện cái đẳng cấp của người đó như thế nào. Tao là người miền Nam cho nên vì đó mà tao xuất thân từ ở miền Nam từ nhỏ đến lớn, vì chỗ đó ra đôi lúc cái tao thì anh nói theo kiểu miền Nam nó bổ bả nó quen rồi, đã vậy thôi đâu đâu còn đệm mấy cái câu chữ thề nữa. Tao nói thẳng cái gì xấu tao nói, à tánh tao kỳ lắm chứ nó không có kiểu giống như là mà đã vậy thôi tao lương lẹo không có được, thứ hai tao nói láo cũng chẳng chẳng xong nữa, bởi vì tao có cái gì mà làm ẩu làm tả không hoặc là lén lén là rượu mà là dễ bị phát giác lắm, bởi vì sao mà cái tánh của mình nó không có cái vậy, mày hiểu không, nó thẳng quá cho nên bị nó không có làm sao mà gian dối được, vì khổ là tánh tao là vậy. Tao nói trước em mà từ xưa về nếu mà không biết tao thì thôi mày biết tên mày coi cái clip tao ăn nói toàn là bạc mạng không, mà tao không có văn vẽ con mẹ đừng có nói tao là văn sĩ rồi về tiến sĩ gì đồ lại mệt lắm, tao chưa thấy sao tao nói vậy, nhưng mà tao có một điều là tao yêu quê hương tao thế thôi, yêu mấy mà yêu đây là yêu đồ ăn nha, ừ má yêu đồ ăn nha, ừ hết tao thấy nó ăn là tao đủ bởi là tao đi bữa cơm tao ăn thôi. Bị ê nói thiệt mày, tao đang đứa hai ngô cá sạc ở dưới hai ngô cá sạc luôn, tao cho trời ơi nó ngon trời ơi, mà thay vì ăn hùng một ngày ăn hai chén cơm mà coi có sạc tao ăn hai ba tô đủ dễ đến ngộ quái đản gì đó. Bởi sao tao vẫn mê đồ ăn Việt Nam mà mê nhất trên đời thế thôi. Ok dạ, nói gì tụi em hiểu vậy thôi. Rồi ok thì anh xuống đi, rồi có ai lên thì cho lên, mày mày làm lâu lâu chút đi, mày xuống mày nghỉ liền mệt quá. Dạ rồi đâu có đâu, em xuống em ngồi xíu nữa mà.